Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với map Gatong. Sẽ phải bem nhau đến tận hiệp thứ ba rồi. Map 3. Vâng, viết lại cho nó tử tế đàng hoàng cái. Vâng, xin bòi vào Trung Su. Tên như là người nước ngoài vậy. Hàn Quốc. Và chúng ta vẫn xếp. Sub 1 đến từ Red Devin. Tôi cũng vừa lướt qua cái thì mới để ý. Vâng, nếu như mà cẩn thận hơn thì Mythic đã bắt được người. Như vậy là Chu Mai đã vào lại trận đấu rồi. Kingdom chuyển màn hình máy phát nằm luôn, biết rồi. Ok, như vậy là chúng ta sẽ đến với map Gatong ngay từ đầu. Thì họ đã để bom ở mid Trung Su, Mythic. Trung Su đã kịp thời cover rồi. Đây là Kingdom đã bắt được cả Trung Su. Bùi Linh, Mythic. Đây là Kingdom sẽ móc máy rồi. Như vậy là Mythic đã nằm. Bùi Linh đã vừa triệt hạ được Kun. Khó ông pha vừa rồi. Tỷ số sẽ là 1-0, tạm thời nghiêng về Red Devin. Trung Su, Simboy. Vâng, tôi sẽ ép ra, sẽ được đẩy từ cuối B lên luôn. Vâng, Chu Mai đã rất tỉnh táo trong pha vừa rồi. Không phải là Chu Mai mà có vẻ đó là Kingdom thì phải. Đây là Kun, không, đó là vẫn là Kun. Vua gà chọi đã đẩy lên. Đây là Admin vẫn ở A, gặp luôn, gặp rồi mà, đắng vãi lều. Vâng, Bùi Linh chỉ việc nhặt thôi. Nguyễn Rambo, Mythic đã rất tỉnh táo trong pha vừa rồi. Bây giờ anh mới gỡ bom. Tỷ số sẽ là 1-1. Vâng, như vậy đã có va chạm. Sinboy đã có hai mồm. Sau pha đổi người vừa rồi thì RD đã khá là thiệt về nhân sự rồi.
sẽ chỉ còn là một mình Nguyễn Rambo đã vừa bắt được Mythic. Đắng rồi. Tỷ số là 2-1, đang tạm thời nghiêng về We Are Legend. Đã có một pha sếp. Vâng, Sinboy bị treo. Vâng, không phải Sinboy bị treo mà ra Facebook tán gái tí rồi vào, quên mất. Vâng, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với trận đấu Trung Su Mythic. Trung Su Bùi Linh. Bùi Linh sẽ phải đấu ngay ở đây, ngay giờ phút này luôn. Đó là Nguyễn Rambo đã bị bắt. Tiếp theo đó sẽ là phải đối mặt với Chu Mai. Không. Vâng, đúng là Chu Mai thật, chứ không phải là không. Kingsdom. Mythic đang cảm rất chắc chắn ở Saya. Kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy cái chân. Vâng, Chu Mai đã bị bắt trong cái pha rất chi là ngớ ngẩn. King's Doom bom rơi A. Chu Mai Bùi Linh đang báo rồi, vừa gà chọi. Đây là Esmin RD Kun, khó Kun trong pha đấy rồi. Tôi vừa nhìn thấy cái lưỡi lê xong. Mission, defend the target. Tỷ số sẽ là 3-1. Đang tạm thời nghiêng về We Are Legend. Vâng, Trung Su đã bị bắt khi mà Admin đã bị bắt, nhưng mà Admin lại là người có lợi thế trước nhưng không biết tận dụng. Đây là Bùi Linh. Nguyễn Rambo đã vừa triệt hạ vua gà chọi bằng quả bom. Vâng, gặp rồi. Gặp nhưng không để ý. Đây là Mythic. Bom sẽ được đặt xuống side B ngay bây giờ. Vâng, tỷ số sẽ là 3-2 sau pha rút ngắn tỷ số vừa rồi đến từ các thành viên của Red Devil. Trung Su vẫn sẽ thủ ở side B, Mythic ở A, vua gà chọi là ở mid cũng như là lỗ chó. Rambo đã vừa bắt được vua gà chọi rồi. Đây là Sinboy đã nằm. Có vẻ như Kun đang đi móc máy rất chi là tốt khi mà bắt được cả Sinboy và Trung Su. Tiếp theo đó là Mythic. Không ăn thua rồi. Kingsdom đã vừa nhìn thấy Mythic. Tỷ số sẽ là 3-3.
Vâng, gặp luôn, đó là Bùi Linh. Bùi Linh đã triệt hạ được hai người là Esmin và Kingdom, nhưng mà Rambo đã vừa triệt hạ lại Bùi Linh rồi khi mà Bùi Linh đang còn rất yếu. Đây là Trung Su, Xin Boy. Vua gà chọi. Vua gà chọi có lẽ sẽ đối mặt trực tiếp. Đó là Xin Boy. Không, đó là Kun. Nhưng Chu Mai đã vừa triệt hạ được vua gà chọi rồi. Trung Su cũng như là Mít Thách và Xin Boy sẽ phải trở về xài ngay lập tức. Xin Boy, nếu không cẩn thận thì Xin Boy sẽ phải nằm khi mà... Đây rồi, Mít Thách. Quá gọn nhẹ. Tỷ số sẽ là 4-3. Tạm thời nghiêng về We Are Legend. Ba quả bom được đẩy vào mid. Các bạn có thể thấy độ phũ phàng đến từ We Are Legend. Xin Boy đã vừa triệt hạ được Esmin. Vẻ như cuối B thì phải, vẫn biết vẫn còn một người nữa. Vâng, Bùi Linh đã vừa triệt hạ Nguyễn Rambo. Đó sẽ là Kingdom. Đây là Chu Mai. Đang có ý định muốn công xuống lỗ chó. Ra luôn thì còn kịp. Vâng, Bùi Linh đã vừa bắt được Chu Mai. Đây là Kingdom. Nhìn thấy cái súng nhưng không biết làm gì cả. Vâng. Rất xin lỗi các bạn là tỷ số là 5-3, không phải 4-3.